Ồ, quá ngon. Ồ. Sống được cũng là một loại để mà chúng ta có thể cứu đói. Ăn rất là tốt, đặc biệt là luộc hay là ăn sống đều được. Tôi sẽ ăn thử các bạn cả. Rất dễ thương. Rất là ngon. Nãy thì khi mình chuẩn bị đi vô rừng, anh ngăn lại, anh kêu không được. Bây giờ là trước tiên là mình phải có cái cách đó là chống vắt, chống vắt trước. Đúng là mình quên cái vụ này. Các bạn biết mỗi lần khi đi vào rừng thì vắt rất là nhiều, nên anh cấm, anh đúng là người có kinh nghiệm, anh kêu là bây giờ mình cần phải chống vắt trước. Và bây giờ anh đang giới thiệu về cái thuốc chống vắt. Bây giờ mình sẽ coi cái cách người ta sẽ chế thuốc chống vắt là như thế nào. À, xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục vô rừng và khám phá chương trình sinh tồn ở trong rừng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đây là ngày thứ hai. Cũng rất là may mắn trong chương trình này thì chúng tôi có gặp được những người bạn, những người anh, người chú, họ đã có nhiều năm sống trong rừng. Thì có thể họ sẽ giúp ích được gì cho mình trong chương trình ngày hôm nay. Thì chắc là tôi mời mọi người cùng vô để gặp hai anh. À, chào bác sĩ. Ôi, chào. Nếu trục mà. Bơ, quý cái dân, cái nhân bác gia. Gia là tham lập gụ. Lập gụ ta rùm mà. Lập gụ ta rùm. Vô. Thôi, chào. Chào. Tập tiết từ nữa nhờ. Chào bác sĩ. Chào. Giới thiệu mọi người, đây là bác sĩ. Người mà mình rất là quý và đã biết anh đã lâu và hôm nay có cơ hội gặp lại, cũng là người anh của mình. Vâng. Rất là tuyệt vời. Anh em rất là vui hôm nay gặp. Vâng. Và đây là anh Aven, một người mình lần đầu tiên gặp và rất là ngưỡng mộ, tại vì anh là người, như ngày hôm qua mình giới thiệu, anh là một người sống giữa rừng, hai vợ chồng sống giữa rừng và rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời cuộc sống ở đây. Và hai anh này hầu như là họ biết rất là nhiều về cái kiến thức về sự sinh tồn, về những cách ứng xử khi mà gặp sự cố khi mà chúng ta đi rừng. Thì hai anh sẽ ngày hôm nay sẽ giới thiệu sơ qua cho mình những cái công thức, những cái kiến thức cơ bản khi mà ta có thể, khi mà mình gặp sự cố khi đi trên rừng. Ôi ngân mà rơi thì gương cổ là ngân làm rơi rôm vàng gọi ta là ngân dọc dư đê dọc tư lạc bậc lìm có em lìm tọc từ bên Lúc nãy thì khi mình chuẩn bị đi vô rừng, anh ngăn lại, anh kêu không được. Bây giờ là trước tiên là mình phải có cái cách đó là chống vắt, chống vắt trước. Đúng là mình quên cái vụ này. Các bạn biết mỗi lần khi đi vào rừng thì vắt rất là nhiều, nên anh cấm, anh đúng là người có kinh nghiệm, anh kêu là bây giờ mình cần phải chống vắt trước. Và bây giờ anh đang giới thiệu về cái thuốc chống vắt. Bây giờ mình sẽ coi cái cách người ta sẽ chế thuốc chống vắt là như thế nào. Ở đây hứa, bây giờ đây hứa, ở hứa chẳng ép vậy, bây giờ đây hứa. Thuốc lá với vôi ha. Ý cần nó ta bà biểu. Ờ,
Đây là cái mùi nó hơi hơi nặng. Đây là thuốc chống vắt. Khi đi rừng thì vắt rất là nhiều, chúng ta cần cái thuốc này. Đây là nó hỗn hợp giữa thuốc lá với lại vôi. Mà vắt rất là sợ thuốc lá với vôi. Mình sẽ lấy cái này mình bôi lên chân. Vắt nó sẽ leo lên chân của mình và nó nghe cái mùi này và nó sẽ tránh xa đi. Đây là thuốc lá với vôi. Ok, mọi người bôi cái này đi rồi chuẩn bị đi nha. Bây giờ có cách này là cảm giác là an tâm á. Châu xưa em sợ lắm. Em đi một hồi là thấy nó bám vô người không là thấy khiếp rồi. À tôi xin nè. Nước sẽ trôi. Khi mà gặp trời mưa to, thuốc này sẽ trôi hết. Vậy chúng ta cần bảo hiểm. Chúng ta mang theo số thuốc này. Khi chỗ nào gặp hoặc hết mưa hoặc gặp nhiều vết chúng ta tiếp tục bôi. Nó rất an toàn cho mỗi một người chúng ta khi chúng ta dùng nó. Và giờ này, rồi anh mang theo. Lám bên cô. Hôm nay trời hơi lạnh nha. Trời mưa nữa, lạnh. Tâm ai hát bê la tà rùm bê 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 yu lọ dược liệt. Bê cách bê đi qua đây thì anh chỉ cho cái cây này. Cái cây này là cái cây trị đau bụng hả anh hả? Cô là cô cho làm tà rùm bê lọ dược liệt nè. Rà mọt hả cô kia rà mọt mà hả là cô. Cô rất là quý để hữu trị dược liệt. Anh kêu nên mang theo lá này, khi lỡ chúng ta đi rừng thì nếu bị đau bụng mình sẽ nhai lá non này khoảng 3 ngọn nha. Đây là lá này nè. Bất cứ một sự cố gì thì chúng ta tìm cái lá này. Lá này là lá tàu bay. Lá tàu bay, lấy bông này và nhét vô cái vết thương đúng không? Có vết thương chúng ta chỉ chà vô vậy đúng không? Hai là bịt xuống. Bịt xuống. Chúng ta chỉ cần bịt xuống này. Và đặc biệt là lấy hoa nha. Lấy hoa như thế này. Chúng ta bịt xuống vết thương của mình đang chảy máu. Hoặc là vết vắt cắn. Thì sẽ cầm máu ngay tức khắc. Rất là tuyệt vời. Này, lá tàu bay. Cái này rất là nhiều. Cầm máu rất là tốt. Rất là nhiều. Này là cầm máu. Đây. Khi lá còn non đây. Nó đây. Và cái này cũng là một loại canh ăn sống được phải không anh? Ăn sống được. Này ăn sống được cũng là một loại để mà chúng ta có thể cứu đói. Ăn rất là tốt, đặc biệt là luộc hay là ăn sống đều được. Tôi sẽ ăn thử các bạn canh. Rất dễ thương. Rất là ngon. Đó, mùi vị nó hơi... Mùi vị nó hơi ngọt. Rất dễ tìm. Đây một cây, kia một cây, rất là nhiều. Đây là vừa vị thuốc, vừa là cái cứu chống đói. Tìm lời ạ. Hôm nay đi qua rừng thì phát hiện một loại lá này. Lá này tiếng địa phương gọi là la hà hai. La hà hai. Đây là một loại thuốc quý hả? Như thuốc quý. Một hồ sơ anh biết về cái này thì anh sẽ giới thiệu về thuốc này cái. Khi chúng ta bị chấn thương hoặc bị trọng thương những chỗ bầm tím rất là nặng, chúng ta hơ lửa đắp rất nhiều lá như thế này, chúng ta chặt rồi hơ trong lửa, chúng ta đắp vô chỗ đó, nó sẽ tăng bầm đi, tăng bầm nó rất là tốt. Vậy thì nó là loại, cũng là loại thuốc quý. Thuốc quý. Thuốc quý. Lá ha hai nha mọi người. Lá hai tiếng Việt nói gì không biết nữa. Lá ha hai. Linh hỏi người đồng bào, hỏi dân lá ha hai thì họ biết, họ sẽ chỉ cho mình.
O2, O2. O2 à. O2, lá O2 rất là dễ nhớ. Ô, lá O2 và lá này chống tan bầm. Khi chúng ta chấn thương, bị té xe, bị ai đánh hay là cái gì đó mà bị bầm thì chúng ta chỉ cần à đây. Cái hạt tôi bị bầm như thế này. Thì chúng ta lấy hơ lửa xong úp vào. Bùm. Khoảng bao lâu thì nó hết anh? Tăng bầm thì thôi. Tăng bầm thì thôi. Có nghĩa là vài ngày. Vài ngày hết. Nhiều lần. Tuyệt vời, lá này rất tuyệt vời. Nằm ngã ngủ ngon. Đúng là rừng già. Rừng già. Giờ này mới thấy rừng vàng biển bạc là sao đây? Hôm nay dễ chịu quá bác sơ. Dễ chịu tại vì cái tay em nó bất đau rồi. Thấy cầm đấy thấy. Nhưng cái chết bị phụ ra. Cái cái chuyện cho nó. Thử nha. Uống xoài rồi anh ơi. Ngon quá. Wow, ngon quá. Tuyệt vời luôn. Rất là quý. Xoài rừng. Y như mùi vịt xoài. Có không anh? Hái thêm anh, ngon quá. Ngon quá ngon. Đừng vì một trái cây mình chặt ngay đây nha. Ồ, ngon thiệt luôn là ngon á. Uy da, uy da. Uy da, uy long lệ. Gung tay bê gung, ông rame aja. Uy da, ông tỏ lòng, yu bê gung. Đây. Dạ khá. Ba các em. Chắc em phải đường tất nhẹ, tí đường tất nhẹ mà đau chú mà đúng đường đang tất nhẹ mà. Em cứ lo tất nhẹ luôn. Ồ, quá ngon. Ôi, cảm ơn nha. Phát em, phát em. À, tí hạ chị có ổn dạ. Ổn dạ cạch kinh rỉnh. Tìm. Mày ở trên nó sọt buồn chết luôn. Chịu quán. Thôi, đủ rồi. Này rất là ngon. Quá. Ngon ha. Xoài rừng mà. Xoài lại to nữa. Xoài rừng có hai loại nha. Loại to và loại nhỏ. Ngọt nhiều hơn chua nha. Cái này ngọt nhiều hơn chua. Khỏi quay mặt anh đi coi. Cái này ngọt nhiều hơn chua. Trái này rất là nhỏ. Không có nhiều không? Dịp lý nhận đồn một chỗ. Ha? Dịp lý nhận đồn một chỗ. Kiêng. Cái cây này, riêng cái khu rừng này rất là nhiều nha mọi người. Cái cây này thường phổ biến những cái kiểu rừng dài thế này, nếu mình đi quan sát lên thì sẽ khó. Và mình nghĩ là nó sẽ cứu đói mọi người, tại vì cái chất đường rất là nhiều trong trái cây này. Rất là ngọt thì nó có cái chất đường. Nhiều lắm, anh nói ra khu rừng này nhiều lắm. Nhiều cây này lắm. Làm không? Cái hạ lại ủ hơn được rồi. Nhìn nó giống như củ nghệ, củ gừng, nhưng thực ra nó không phải. Nó là một loại củ rất là đặc biệt nha. Hồi xưa khi mà mình nghe, lúc mình còn nhỏ mình hay nghe từ bẩn gạch. Và bị bẩn gạch. Thì bẩn gạch là gì? Bẩn gạch là khi thường có một người nào đó khi họ đi lên rừng. Họ lên rừng họ bị một cái loại hơi của cây nào đó. Mà tới bây giờ thì người ta vẫn chưa xác định đó, nó là cây gì. Là bị một cái hơi cây đó thường sẽ làm người ta đau. Đau kinh khủng. Có thể là đau ngực, hay đau bụng, hay đau lưng, hay đau một chỗ nào đó, đúng không anh? Vâng. À,
thì nói chung là trong nội tạng đây là một loại thuốc để giải cái loại đau đó, loại đau chỉ cần cắn thuốc này chút xíu, ngậm trong miệng chút xíu là cái đau đó nó hết liền.